Và trong cái video của ngày hôm nay á, nghĩa là tập 2 của Bunny's Easy Hair Tutorial. Và nếu như mà các bạn nào chưa có xem tập 1 á, thì Bunny xin các bạn hãy xem tập 1 trước để mà hiểu cái video này là về cái gì nha. Và ai muốn xem tập 1 á, thì hãy bấm vào cái khuôn mặt của Bunny, hoặc là Bunny sẽ để cái video đó ở trong cuối cái video hoặc là ở dưới cái description box cho các bạn xem nha. Và ngày hôm nay thì Bunny sẽ dạy cho các bạn cách làm kiểu tóc giống như là lỗ tai gấu hoặc là bánh bao. Đại khái là giống như là ngày hôm nay Bunny sẽ dạy cho các bạn búi tóc. Và yeah, còn chuyện gì nữa Bunny sẽ bắt đầu cái video này luôn. Và đây sẽ là những món mà các bạn cần. Cái món đầu tiên là cái cây lược nè, thứ hai là cái cột tóc. Và các bạn không có cần lựa cột tóc mà giống như cái màu phải rất là giống nhau đâu, tại vì lát nữa bên này cũng sẽ dùng tóc để mà che đi, cho nên cái màu của cái cột tóc không có quan trọng cho lắm. Và cái món cuối cùng là kẹp tăm. Và bởi vì á, cái tóc của bên này nó nhiều cho nên bên này cần nhiều kẹp tăm, cho nên cũng tùy vào các bạn nữa. Nếu mà tóc của các bạn dài và nhiều thì các bạn sẽ cần nhiều kẹp tăm hơn, và nếu như tóc của các bạn mỏng thì các bạn cần ít kẹp tăm hơn. Và ok, bắt đầu luôn nha. Trước tiên hết á, thì bên này sẽ chia cái tóc của bên này ra làm hai. Chia nó ra làm hai giống như vậy nè. Như vậy. Đây, chia nó ra làm hai. Đó, giống như vậy. Sau đó Bunny sẽ đợi Bunny tí. Sau đó Bunny sẽ cột cái tóc nó lên giống như vậy. Đây, cột nó lên như vậy cho nó lỏng xíu như vậy nè. Đó, sau đó bên này sẽ cột bên đây cũng vậy luôn, bên trái của bên này á cũng sẽ y chang như vậy luôn. Trời ơi, sao nhìn tôi dị hợm vậy trời. Ok, so cột lên, ok, giống như vậy nè. Đó, cột cho nó giống như vậy và cho nó lỏng tí xíu. Sau đó bên này sẽ lấy kẹp tăm. Ok, kẹp tăm. Rồi, bên này á sẽ quấn cái tóc của Bunny lại giống như vậy nè. Đó, giống như vậy á. Và cứ quấn nó vòng tròn. Và khi mà Bunny quấn nó vòng tròn á, vừa cứng á, Bunny sẽ vừa lấy cái kẹp tăm để mà kẹp nó vào. Giống như vậy đây. Và cứ quấn rồi kẹp, quấn xong rồi kẹp, cứ làm như vậy, cứ repeat the step. Tức là cứ làm như vậy cho đến khi mà Bunny hài lòng với cái bun á, với lại cái búi á, thì mình sẽ ngừng. Và các bạn yên tâm đi, nếu mà đây là lần đầu tiên mà các bạn làm á, thì chắc chắn á, nó sẽ hơi khó một tí xíu. Bởi vì lần đầu tiên mà Bunny làm á, cũng vậy á, Bunny phải mất đến cỡ 1 tiếng á, Bunny mới làm được một bên. Cho nên các bạn cứ nhẫn lại và cứ tập đi tập lại á, rồi các bạn cũng sẽ quen thôi. Và còn bên này thì Bunny cũng làm y chang như vậy thôi. Còn nếu như không thì các bạn cũng có thể để cái tóc giống như vậy để mà đi ra đường. Ok, khoan đấy, bên này làm bên phải này lại, bởi vì bên này cảm thấy bên trái nó đẹp hơn bên phải. Và các bạn thấy không, bên này rất là dở, cực kỳ dở làm tóc luôn, nhưng mà không có sao, bởi vì bên này sẽ làm lại thôi, chứ bên này sẽ không có bỏ bụng. Ok, tháo ra làm lại nè. Cứ cuốn, các bạn cứ cuốn nó như vậy thôi. Cuốn như vậy nè, cho đến khi mà các bạn và ok, và sau khi thử lại lần thứ hai thì Bunny đã thành công. Yeah, và cái kiểu tai gấu cách búi tóc mà hai bên đã xong. Và Bunny rất hy vọng các bạn sẽ thích cái kiểu hair tutorial này, cái kiểu tóc này. Và nếu như mà nó không được luôn, để nói lại. Và nếu như mà các bạn thích cái kiểu tóc này á, và các bạn muốn làm, và nếu như ai làm được cái kiểu tóc này thì Bunny xin các bạn hãy chụp hình lại và gửi qua Facebook hoặc là Instagram cho Bunny xem nha. Bởi vì Bunny cực kỳ thích xem mấy cái hình đó của các bạn. Và nếu như ai thích cái kiểu tóc này nè và thấy cái kiểu tóc này cực kỳ dễ làm á, thì Bunny xin các bạn hãy làm 3 điều. Và 3 điều đó thì Bunny xin các bạn hãy bấm 3 nút like, share và subscribe nha. Và một lần nữa Bunny rất cảm ơn các bạn vì các bạn đã bỏ ra một ít thời gian để mà xem cái video này của Bunny. Và nếu mà ai chưa xem tập 1 á, thì Bunny xin các bạn hãy xem cái tập 1 trước nha để mà hiểu nha. Và yeah, còn chuyện gì nữa, Bunny sẽ bye bye các bạn nha. Bye bye các bạn, và Bunny hẹn gặp các bạn trong cái video lần sau. Bye bye. Bye.